trang điểm cho bàn tiếp tân của bạn với màu sắc và họa tiết nổi bật. Khi lập kế hoạch tiếp tân của bạn có rất nhiều sự lựa chọn để xem xét. Và một khi bạn đã đưa ra những quyết định quan trọng như bạn sẽ có lều hay không, hình dạng của bàn và những chiếc ghế tốt nhất để sử dụng cho không gian của bạn, đã đến lúc tập trung vào trang trí. Khi nói đến trang trí lễ tân, tất cả đều nằm trong chi tiết. Và việc kết hợp một khung cảnh đẹp mắt đầy cảm hứng có thể làm cho ngày trọng đại của bạn trở nên đáng nhớ hơn nhiều. Sau tất cả, đó là nơi bạn sẽ chia sẻ một bữa ăn tuyệt vời với tất cả gia đình và bạn bè của mình, kỷ niệm bạn và đối tác của bạn nói tôi thích. Để trang trí cho bàn tiếp tân của bạn, có rất nhiều sự lựa chọn để xem xét, từ thiết kế vị trí cho đến trung tâm, mỗi thứ đều truyền cá tính vào thiết kế tổng thể. Một cách tuyệt vời khác để biến bàn tiếp tân của bạn trở thành của riêng bạn: kết hợp một người chạy bàn tuyệt đẹp. Sau đây là 24 ý tưởng về người chạy bàn để tìm ra sự phù hợp hoàn hảo cho lễ tân của bạn. 1. Ghép bộ khăn trải giường và cây xanh. Một table kép hữu cơ có thể đi một chặng đường dài, đặc biệt là với các vật liệu phù hợp. Hãy chọn kết hợp một chiếc bàn chạy bằng vải lanh màu trung tính vào thiết kế của bạn và phủ nhiều cây xanh lên trên. Sự tương phản tinh tế giữa hai yếu tố sẽ hoàn toàn gây ấn tượng. 2. Chọn vải bố một cách đáng yêu để gắn bó với một thẩm mỹ hữu cơ. Lót bàn của bạn bằng vải bố màu trung tính để chỉ thêm một chút kết cấu. Nó sẽ cung cấp một phông nền lý tưởng cho một vài nhánh cây xanh. 3. Tính năng nhiều hoa hồng. Nếu bạn yêu thích vẻ ngoài của những đường nét trung tâm tràn ngập những bông hoa tươi tắn, đây có thể là sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Chọn trang bị một chiếc bàn dài làm từ hoa hồng trắng với một chút cây xanh để có màn hình lãng mạn nhất. 4. Chơi với một mô hình đầy màu sắc. Lập kế hoạch cho một sân sau gặp gỡ nhau. Tại sao không đi với một lựa chọn bình thường hơn? Chọn một chiếc chạy bàn có hoa văn đậm và nhiều màu sắc để có một cái nhìn vui tươi. 5. Đi tự nhiên, đi cho một thẩm mỹ mộc mạc đáp ứng quyến rũ. Trộn và kết hợp màu sắc trên bàn của bạn. Một tấm vải lanh tự nhiên có màu rám nắng sẽ cung cấp phông nền hoàn hảo cho các chi tiết bằng vàng và đen như đồ phẳng và đĩa. 6. Nhìn vào eucalyptus. Nếu bạn là người yêu thích cây xanh, hãy mang nó đến bàn của bạn. Hãy chọn một cành bạch đàn dài kết hợp với những chồi trắng thanh lịch để có một cái nhìn hữu cơ tràn đầy sức sống. 7. Thắp sáng nó lên. Đèn dây trên đầu hoàn toàn kỳ diệu cho một buổi tiếp tân, nhưng bạn cũng có thể mang cái nhìn thẳng vào bàn. Ghép một tấm vải lanh mỏng manh màu trung tính với cây xanh làm nền. Sau đó thêm đèn dây. Sử dụng tùy chọn hoạt động bằng pin sẽ giúp mọi thứ không có dây, liền mạch và sáng suốt cả buổi tối. 8. Ôm mùa thu. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một đám cưới mùa thu, các lựa chọn cho các chi tiết quyến rũ là vô tận. Mang chủ đề đến bàn tiếp khách của bạn với những chiếc bàn chạy độc đáo được làm từ cây xanh. Thêm rau diếp, bắp cải, táo, atiso và lựu vào khắp bàn ăn để mừng mùa. 9. Bao gồm các yếu tố. Giấy papel picado là một thuật ngữ tiếng Tây Ban Nha để chỉ những đồ thủ công bằng giấy được trang trí có thiết kế phức tạp được sử dụng cho các lễ kỷ niệm. Và một cặp đôi trong đám cưới thực sự đã chọn đưa chúng vào thiết kế cảnh bàn của họ. Tùy chọn độc đáo này cung cấp kết cấu vui tươi và phông nền hoàn hảo cho những bông hoa rực rỡ. 10. Chọn hơi thở cho bé. Hơi thở của em bé là một trong những lựa chọn bị đánh giá thấp nhất đối với đồ hoa, nhưng nó thực sự có thể tạo nên một tuyên bố. Chúng tôi thích giao diện của một người chạy bàn màu đen kết hợp với một người chạy hoa mang hơi thở của em bé, cỏ tranh và một vài bông hoa nở rộ để tạo ra nhiều sự tương phản đáng kinh ngạc. 11. Được in đậm với hoa yêu thích, màu sắc đậm rực rỡ. Đừng ngại nắm lấy nó. Bỏ người chạy bàn bằng vải và thực hiện một kiệt tác để kéo dài chiều dài của bàn trong bảng màu yêu thích của bạn. 12. Chọn thứ gì đó mượt mà. Đối với một đám cưới lấy cảm hứng từ sa mạc, bạn có thể dự định kết hợp các màu sắc tự nhiên như đồng, rám nắng và vàng để hoàn thiện vẻ ngoài.
hãy xem xét một bộ vải lanh mịn tuyệt đẹp với một màu sắc nhẹ nhàng. 13. Làm cho nó sống động với rêu mang lại sức sống cho chiếc bàn của bạn theo cách độc đáo nhất. Lót nó với màu xanh lá cây tươi sáng, rêu tươi tốt để có một lựa chọn chạy bàn thú vị. Nó sẽ chỉ trông đẹp hơn nhiều khi bạn bày biện với những bình cắm hoa đẹp mắt và một vài yếu tố hữu cơ khác như trái cây tươi. 14. Chọn nhiệt đới phù hợp. Hiện đại, đám cưới nhiệt đới không phải lúc nào cũng diễn ra với những chiếc lá cọ xanh tươi. Nếu bạn đang tìm kiếm một lựa chọn hiện đại hơn, hãy xem xét phối màu đen và trắng. Mang theo một chiếc bàn có hoa văn nhiệt đới vào hỗn hợp để hoàn thiện vẻ ngoài. 15. Tính năng vải lanh có hoa và trái cây. Một đám cưới thoải mái vào mùa hè là cơ hội hoàn hảo để chọn một cái nhìn vui tươi. Chúng tôi yêu thích ý tưởng về vải lanh mềm mại, bồng bềnh với màu phấn nhẹ nhàng. Hãy trang điểm cho nó với những cách sắp xếp hay ho, những ngọn nến thon đầy màu sắc và trái cây tươi để có một màn trình diễn ngọt ngào. 16. Chuyển sang vải lanh có kết cấu. Một chiếc khăn trải giường có họa tiết có thể nâng tầm diện mạo bàn tiếp khách của bạn theo cách đơn giản nhất. Hãy tìm đến một bộ khăn trải giường màu trắng hoặc màu kem mỏng để phối với bất kỳ màu nào của bàn và làm nổi bật những cách sắp xếp đẹp mắt của bạn. 17. Chọn một huế tinh tế. Một màu sắc nổi bật có thể đi được một chặng đường dài, nhưng không cần phải làm quá đà nếu bạn không muốn. Chọn một màu tinh tế, chẳng hạn như màu hồng nhạt này. Hoàn toàn phù hợp với từng bối cảnh của từng địa điểm để kết hợp tất cả lại với nhau. 18. Lá và quả sắp xếp lưa thưa. Bạn không thích vẻ ngoài của những chiếc máy chạy bàn chạy suốt chiều dài của chiếc bàn. Bỏ ý tưởng, chọn một cái nhìn hữu cơ hơn, chẳng hạn như phân tán lá và trái cây từ đầu đến cuối. 19. Chọn nhung đậm, đó là bữa tiệc của bạn và bạn có thể ra ngoài nếu muốn. Hãy chọn một chiếc bàn chạy bằng nhung sang trọng với màu sắc rực rỡ, đậm để thực sự tạo điểm nhấn với phong cách trang trí lễ tân của bạn. 20. Phù hợp với các tấm của bạn. Nếu bạn hy vọng kết hợp và làm nổi bật một mẫu cụ thể, hãy cân nhắc làm như vậy với người chạy bàn của bạn. Bằng cách kết hợp các tấm có hoa văn màu xanh và trắng với vải dệt màu xanh và trắng, thiết kế này đã được kết hợp với nhau theo cách đẹp nhất. 21. Nhìn vào, lây thêm một chút lãng mạn vào bàn ăn của bạn với một chiếc bàn chạy bằng ren. Có rất nhiều mẫu ren để bạn lựa chọn. Và bất kỳ lựa chọn nào bạn thực hiện chắc chắn sẽ làm cho chiếc bàn của bạn trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. 22. Đưa ra tuyên bố về nhiệt đới. Đưa nó đến vùng nhiệt đới với một người chạy bắt mắt. Thiết kế này có những chiếc lá tươi tốt căng tràn với một vài bông hoa nở khắp mặt bàn để tạo nên một thiết kế ấn tượng. 23. Chọn một màu đặc. Điều tuyệt vời về bàn chạy bộ là ngay cả một màu đơn giản, đồng nhất cũng có thể tạo nên sự khác biệt cho thiết kế của bạn. Bố cục bàn này kết hợp một tấm chắn bàn màu xanh lam vững chắc với những ngọn nến và kính màu để kết hợp tất cả lại với nhau một cách đẹp mắt nhất. 24. Đi táo bạo với hàng dệt may. Nâng cao bàn của bạn bằng cách kết hợp khăn ăn và người chạy bàn và chọn một loại vải dệt đậm khi bạn ở đó. Bộ khăn trải giường nhuộm màu tràm này đã tạo nên một tuyên bố hoàn hảo trên một bàn tiệc mùa thu tự nhiên. Cho dù bạn đang tìm kiếm một cái nhìn tinh tế hay một thiết kế táo bạo, vẫn có những lựa chọn chất liệu phù hợp với mọi thẩm mỹ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.